Giải độc đắt hơn tỷ USD đang đợi người trúng. Giải độc đắt Powerball và Mega Million Powerball hiện có tổng trị giá 1,9 tỷ USD sau khi không có người trúng giải xổ số này trong đợt quay mới nhất, theo NBC News. Giải thưởng xổ số tăng vọt sau khi không có tấm vé nào trùng đủ 6 số trong các kỳ quay số vào tối ngày 22 tháng 3 vừa qua. Giải độc đắc Mega Million tăng lên 1,1 tỷ USD và giải độc đắc Powerball tăng lên 800 triệu đô la Mỹ. Trước đó, mức giải lần lượt là 977 triệu đô la Mỹ và 750 triệu đô la Mỹ vào tối ngày 20 tháng 3. Theo công ty, kỳ quay Powerball tiếp theo sẽ diễn ra ngày 25 tháng 3. Nếu có người chiến thắng, giải thưởng này sẽ ấn định mức thưởng lớn thứ 6 trong lịch sử trò chơi. Đây là lần quay số thứ 35 kể từ khi có người thắng giải độc đắc Powerball vào ngày 1 tháng 1 với giá trị giải thưởng 842,4 triệu đô la Mỹ. Được biết, tấm vé này được mua ở bang Michigan, Mỹ. Một tờ vé số Mega Millions tại New York, Mỹ. Tuy nhiên, giải Powerball hiện nay chưa bằng một nửa so với giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỷ USD của một người tại bang California giành được vào tháng 11 năm 2022. Giải thưởng xổ số lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Bên cạnh đó, các con số Mega Million sẽ được quay lại vào tối ngày 25 tháng 3 và đây sẽ là mức thưởng lớn thứ 5 trong lịch sử trò chơi. Theo một bản tin, hai tấm vé mua ở California đã chia đôi giải thưởng Mega Million cuối cùng vào ngày 8/12/2023. Đây là trò chơi xổ số duy nhất đã 6 lần tăng lên mức tỷ USD tính đến nay. Năm giải độc đắc trị giá hơn 1 tỷ USD đã được trao ở Mỹ là tại bang Nam Carolina năm 2018, bang Michigan năm 2021, bang Illinois năm 2022, bang Maine và bang Florida năm 2023. Kỷ lục jackpot của Mega Millions là 1,602 tỷ USD với người chiến thắng ở bang Florida vào năm ngoái. Người may mắn có thể lãnh thưởng một lần hoặc nhiều lần trong 30 năm. Tỷ lệ trúng thưởng rất nhỏ khi người mua một tấm vé số có cơ hội sở hữu tất cả các số chính xác là 1,302,6 triệu đối với Mega Millions và 1,292,2 triệu đối với Powerball. Hiện Mega Millions có mặt tại 45 bang của Mỹ, thủ đô Washington D.C. và quần đảo Virgin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.